Chiều qua 18 tháng 5, trên quốc lộ 51 đoạn thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai lại xảy ra sự cố là một xe đầu kéo chở cuộn thép bị đứt dây xích và làm rơi cuộn thép xuống đường. Cuộn thép rơi trúng vào một chiếc ô tô khiến cho chiếc xe này bị hư hỏng nặng. Giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng trong gần 5 giờ. Theo người dân thì sự cố xảy ra vào khoảng gần 5 giờ chiều qua. Và thời điểm ấy thì trên khu vực này đang bị kẹt xe nghiêm trọng. Do kẹt xe thì các phương tiện giành đường nhau, tài xế xe đầu kéo này bị xe khác lấn đường nên phanh gấp và khiến cho cuộn thép nằm ở giữa rơ móc phía sau bị đứt dây xích và rơi xuống đường, va trúng vào một chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông cùng chiều bên cạnh. Cú va chạm mạnh làm cho chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm nên đã làm cho các phương tiện lưu thông từ Đồng Nai về Bà Rịa Vũng Tàu bị ùn ứ nghiêm trọng kéo dài gần 10 km. Trạm thu phí T2 Long Phước cũng đã phải xả trạm gần 2 tiếng để giảm ùn tắc. Đến khoảng 19 giờ khi mà lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đến điều tiết giao thông và xe cứu hộ đến cẩu cuộn thép lên xe đầu kéo thì khu vực này mới giảm ùn tắc.